khách hàng là anh mẹ ngày xưa, anh mẹ cũng làm lớp tặng thêm. Đáng có kiểm lâm được khá đơn giản nhạy. Bày có hết khó ngay nha, nhưng mà tâm hà ấy, có container mà chút nước. Lúc nào không có, anh có mối không? Bỏ, không vô rồi được. Có bỏ. Nhưng bây giờ Sơn La này nó ít rồi nha. Thác có nhiều, bây giờ nó lấy trên Điện Biên, quá nhiều rồi. Đất container luôn, đất 60 không tâm cũng có. Năm 21 này thì là số. Anh em chạy chưa đâu, anh cái này nhá, anh cái này của em nhiều vậy đi mà. Có thể là không cần phải xuống đấy. Cháy ơi. Còn như nó phải nói về mình mình nghĩ mình sôi. Mình hiểu, như mọi người có Hà Quang hiếm. Ơ bác nhân bác họ hay nhỉ? Hà Quang. Họ Hà
trước là chị bảo hiếu thôi, là con hiếu thôi, nhưng mà ông về ông nội bảo là có ba đứa con gái là chúc xâm có toàn là vịt trời. Thế là cứ đường xin đường một thằng cu thì cứ bảo hiếm hoi quá thì cho bỏ thằng hiếm quá. May không đặt đâu tên là hoi. Anh nhớ đây. Ai lấy nước rồi?